phần cuối của cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Trong phần thảo luận thì ban thư ký sẽ chiếu các nội dung liên quan. Sau đây thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, thầy là phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai, trao đổi cái nội dung tiếp theo liên quan đến các loại thuốc kháng virus được sử dụng trong điều trị COVID-19. Xin trân trọng kính mời thầy. Dạ, vâng, xin kính chào thầy Châu, thầy Giáp cùng với các thầy các cô cùng với các bạn đồng nghiệp. Thì theo sự phân công của ban tổ chức thì chiều nay tôi xin trình bày với tất cả các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp một cái chủ đề mà nó rất là mới ở trong điều trị COVID, đấy chính là các loại thuốc kháng virus được sử dụng ở trong điều trị COVID-19. Như từ sáng đến giờ chúng ta đã được nghe rất nhiều các báo cáo về nói về COVID, từ bệnh nặng đến bệnh nhẹ đến cơ sở. Thì như vậy thì chúng ta vẫn biết rằng là như buổi sáng tôi đã trình bày, tức là con virus virus SARS-CoV-2 khi mà nó xâm nhập vào cơ thể, nó thông qua các thụ thể ACE2 và xâm nhập vào tế bào. Trong quá trình xâm nhập vào tế bào, nó dịch mã, nó tách ra ARN nhân lên và tổng hợp protein dưới các enzyme khác nhau, và sau đó thì lắp ráp thành một cái chủng virus, một con virus hoàn chỉnh, và nó sẽ được xuất ra để tiếp tục đi lây nhiễm. Và như vậy thì khi virus xâm nhập vào cơ thể qua cái thụ thể ACE2 như vậy, thì trong các cái diễn biến lâm sàng của một bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì chúng ta sẽ thấy ở trên sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy ở trong cái giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn nhiễm virus và giai đoạn sau là giai đoạn có các cái biến chứng. Thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái đường màu đỏ, đây chính là cái đường mà con virus nhân lên và phát tán ra môi trường bên ngoài. Thì như vậy với các bệnh nhân ở mức độ vừa và từ đến mức độ vừa thì chúng ta sẽ thấy là lượng virus phát tán của nó rất là nhiều, trong diễn biến trong khoảng độ 7 đến 8 ngày đầu, 8 ngày đầu. Tuy nhiên đối với các cái nhiễm virus ở mức độ nặng và nguy kịch thì cái mức độ phát tán của nó sẽ kéo dài hơn, khoảng độ đến qua ngày thứ 10, qua ngày thứ 10. Và như sau đó thì các cái lượng virus sẽ giảm dần. Là như vậy, các cái giai đoạn viêm thì bắt đầu đối với các cái mức độ nhẹ thì giai đoạn cái phản ứng viêm thì ít hơn và cái ngưỡng phát hiện virus thì nó sẽ cao hơn. Và đối với những bệnh nhân mà cần phải nhập ICU, tức là bệnh nhân ở mức độ nguy kịch, thì cái giai đoạn viêm thì sẽ ta cái phản ứng viêm tăng rất là cao và nó sẽ diễn biến trong sau ngày thứ 15 của bệnh. Và như vậy với trên cái sơ đồ diễn biến lâm sàng này thì ở cái giai đoạn phát tán virus thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị các cái thuốc kháng virus và điều trị các cái triệu chứng. Còn ở những giai đoạn sau thì chúng ta có thể điều trị các cái thuốc chống đông, steroid và chúng ta điều trị suy hấp cùng với các cái điều trị các cái biến chứng khác nữa. Và như vậy theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 6 tháng 10 thì trong các biện pháp điều trị thì nó có rất nhiều các cái biện pháp, trong đó cái biện pháp được nêu đầu tiên đó chính là điều trị nguyên nhân. Thì trong cái điều trị nguyên nhân thì chúng ta sẽ có các cái loại điều trị như sau. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta sẽ điều trị các cái thuốc kháng virus. Cái thứ hai chúng ta sẽ có các thuốc là kháng thể kháng virus, và các cái thuốc thứ ba là thuốc chế interleukin 6. Và trong cái chủ đề chiều hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ với các anh chị và các bạn những kinh nghiệm mà điều trị thuốc kháng virus đã ở tại Việt Nam và cũng như một số cái khuyến cáo ở trên thế giới. Và như vậy thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì trong các cái loại thuốc kháng virus thì có hai loại thuốc kháng virus được đưa vào chính thức ở trong hướng dẫn của Bộ Y tế, đấy chính là cái thuốc Favipiravir và cái Remdesivir, là hai cái thuốc đã được khuyến cáo và đã được đưa chính thức vào hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Còn một cái thuốc mà đang được nghiên cứu mà hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh đang được sử dụng rất nhiều trong cái đợt dịch vừa qua, đấy chính là thuốc Monopiravir. Thì cái thuốc này đang ở trong giai đoạn nghiên cứu cho nên chưa được sử dụng đưa vào trong cái hướng dẫn của Việt Nam trong lần công bố ngày 6 tháng 10. Và như vậy thì các cái thuốc các liệu pháp
Điều trị COVID thì sẽ mang lại các cái lợi ích khác nhau ở tùy theo từng giai đoạn. Ở cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ thấy là rõ hiểu nhìn thấy rõ hơn là cái giai đoạn đáp ứng virus. Thì trong giai đoạn này thì ở trong giai đoạn sớm, tức là nhiễm sớm thì rất ít chúng ta có thể phát hiện được ở trong giai đoạn này. Và chúng thông thường là chúng ta thường phát hiện ở trong cái giai đoạn thứ hai. Và một số thì phát hiện giai đoạn thứ nhất. Thì như vậy ở cái giai đoạn này thì chúng ta thấy remdesivir là một cái thuốc mà đã được chứng minh cái hiệu quả của nó đối với điều trị kháng virus ở trong điều trị COVID-19. Ngoài ra ở trong các cái liệu pháp này thì chúng ta có thể có liệu pháp dexamethasone, oxygen cũng đều có cái lợi ích rõ ràng và lợi ích rõ ràng để chúng ta có thể sử dụng được. Và như vậy thì một trong những cái nguyên tắc để chúng ta đưa ra để trong quá trình điều trị cái thuốc kháng virus ở Việt Nam của chúng ta theo cái hướng dẫn mà Bộ Y tế khuyến cáo là đầu tiên là đối với những thuốc chưa được Tổ chức Y tế khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới thì việc sử dụng phải được tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế. Thì hiện tại chúng ta đang có một loại thuốc dạng uống là đang được sử dụng theo cái hình thức này, đấy chính là Monopiravir, và chúng ta chưa có ở trong phác đồ. Và đối với cái thuốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất một nước ở trên thế giới thì có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh. Ví dụ như thuốc remdesivir, favipiravir, đây là hai cái thuốc mà đã đang được sử dụng. Và như vậy để đối với các thuốc kháng virus thì ở đây như các anh chị biết đấy, trước đây cũng như hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các cái loại thuốc kháng virus mà được sử dụng ở trong điều trị COVID-19. Thì những cái thuốc có thể bao gồm là palonosivir và cái chuyển đại huyết thanh hoặc là paviravir, chloroquine, interferon, các cái thuốc điều trị HIV như nopiravir, ritonavir hoặc oseltamivir, remdesivir và rivaroxaban. Tuy nhiên mà trong cái nội dung trình bày của buổi chiều hôm nay thì tôi chỉ tập trung vì thời gian có hạn cho nên tôi tập trung vào các cái thuốc đang được sử dụng ở tại Việt Nam, đấy chính là remdesivir, favipiravir và một thuốc đang được thử nghiệm, đấy chính là monopiravir. Và như vậy thì cái cơ chế tác dụng của cái thuốc kháng virus là như vậy. Thì khi con virus xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ gắn trên các thụ thể ACE2, sau đó xâm vào tiến triển. Thì như vậy ở trên các cái phần này thì chúng ta ở mỗi một giai đoạn thì mỗi một thuốc nó sẽ tác động ở trên một giai đoạn khác nhau. Ví dụ như chloroquine thì tác động vào cái giai đoạn mà xâm nhập gắn vào cái tế bào, và các colchicine hoặc là các cái thuốc khác. Ở đây chúng ta thấy là remdesivir thì tác động vào quá trình tổng hợp của đoạn giữa, cũng như paviravir, ribavirin và chloroquine là những cái thuốc mà tác động. Dựa trên cái hình này chúng ta sẽ thấy là đối với bất kỳ một loại virus nào thì người ta sẽ phải sử dụng rất nhiều loại thuốc để chúng ta làm ức chế cái quá trình nhân lên của con virus cũng như quá trình mà hình thành cái con virus. Và theo hướng dẫn của Hiệp hội Sức khỏe thì chúng ta sẽ NIH thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân mà trong các cái khuyến cáo này thì chúng ta thấy bệnh nhân được sử dụng chủ yếu là remdesivir và dexamethasone cùng với các cái được là cái hai thuốc chính chủ yếu cộng với các cái biện pháp hồi sức để giúp cho chúng ta có thể hồi phục được bệnh nhân. Và để hiểu rõ hơn về cái cơ chế tác dụng của remdesivir đối với virus SARS-CoV-2 thì như vậy trong cái phần đầu chúng tôi đã chia sẻ với các bạn cái quá trình xâm nhập và nhân lên của con virus. Thì đối với remdesivir thì nó sẽ tác động với cái đoạn nhân lên của ARN của virus SARS-CoV-2. Và như vậy cái cơ chế của nó là cơ chế của remdesivir là ức chế hoạt động của RNA polymerase phụ thuộc vào RNA của virus, hay người ta gọi là đoạn RDRP. Khi remdesivir xâm nhập vào tế bào thì nó sẽ chuyển thành cái dưới dạng là JS441202 và sau đó rồi dưới dạng hoạt tính.
Và như vậy với cái hoạt chất này, nó một chất tương tự như là ATP, nó loại bỏ ATP để kết hợp vào cái sợi AN mới được tổng hợp của virus, và như vậy khi nó gắn vào cái đoạn này thì nó sẽ ngăn cho con virus nhân lên và hình thành một con virus mới, và từ đó thì virus không 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 phát triển nữa và có và sẽ giảm được cái nồng độ virus ở trong cơ thể của bệnh nhân. Và như vậy thì với remdesivir thì đã được FDA chấp thuận, thì FDA đã chấp thuận là remdesivir là một chất tương tự nucleosid của ATP có tác dụng ức chế SARS-CoV-2 mà RNA polymer bằng cách cạnh tranh với ATP để đưa vào RNA chậm kết thúc chuỗi trong quá trình sao chép ARN của virus, và như vậy thì làm cho ức chế được con virus. Và trong cái FDA cũng đã chỉ định cho người lớn và bệnh nhi từ 12 tuổi trở lên và có cân nặng ít nhất trên 40 kg để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện. Và như vậy, remdesivir chỉ được sử dụng trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tương đương với chăm sóc nội trú của bệnh viện, tức là remdesivir thì sẽ không được sử dụng ở môi trường ngoại trú. Và đối với liều lượng thì chỉ định và liều lượng thì remdesivir được điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ với COVID-19 được xem xét trong khi chờ khẳng định, tức là với những FDA đã chấp thuận là gì, với bệnh nhân có đang trong giai đoạn nghi ngờ mà chờ khẳng định cũng có thể sử dụng được sớm, bởi vì chúng ta biết là nó ức chế con virus cho nên càng sử dụng sớm càng có giá trị. Chúng có thể bắt đầu điều trị bất cứ khi nào mà sau khi có phát hiện có triệu chứng. Và đối với tất cả các bệnh nhân thì phải được đánh giá mức độ cầu thận và xét nghiệm chức năng gan trước và trong khi điều trị remdesivir, và đồng thời cũng phải được xét nghiệm tỷ lệ thời gian purine trước và trong quá trình điều trị remdesivir. Và FDA khuyến cáo là đối với bệnh người lớn và những bệnh trẻ con trẻ em trên 40 kg, 12 tuổi trở lên thì có thể sử dụng liều nạp là 200 mg ngày thứ nhất và liều duy trì từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 10, cho với những trường hợp bệnh nhân mà có thở máy xâm nhập, đặt điều trị trước khi có thở máy xâm nhập hoặc ECMO, ở đây là những trường hợp nặng thì có thể điều trị đến ngày thứ 10. Và với những bệnh nhân không có thở máy thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà chỉ điều trị đến ngày thứ năm. Và như vậy thì tại sao ở đây chúng ta được nói về cái thở máy không nhập, tức là với những bệnh nhân đối với chỉ định của remdesivir thì những bệnh nhân khi vào viện với có chỉ định thở máy hoặc là ECMO thì chúng ta sẽ không có chỉ định, nhưng mà với những bệnh nhân đã điều trị trước đó rồi mà diễn biến đến cần phải đặt nội khí quản, thở máy hoặc ECMO thì chúng ta sẽ vẫn phải điều trị cho đủ liệu trình 10 ngày. Và đối với các thông tin về an toàn và những dấu hiệu cảnh báo thì FDA cũng đưa ra các cái chống chỉ định là với bệnh nhân có tiền sử dị ứng với remdesivir hoặc các thành phần của thuốc thì cũng sẽ không được sử dụng, và không khuyến cáo với các bệnh nhân có mức độ cầu thận dưới 30 lít trên phút, và cảnh báo thận trọng với những bệnh nhân có thể tăng men gan và xem xét ngừng nếu AST trên 10 10 lần so với chỉ số bình thường. Còn đối với các cái cơ địa đặc biệt thì đối với phụ nữ mang thai thì không có nghiên cứu đầy đủ và không được kiểm soát tốt, cho nên cũng chưa được khuyến cáo trừ khi lợi ích và nhiều hơn nguy cơ. Đối với các bà mẹ cho con bú thì cũng không có nhiều thông tin liên quan đến remdesivir trong sữa mẹ, ảnh hưởng của trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoặc ảnh hưởng đến bài tiết sữa. Và trong các cái nghiên cứu của trên động vật thì FDA cũng đưa ra rằng là remdesivir và các chất chuyển hóa thì được phát hiện ở chuột con đang bú sữa mẹ được dùng remdesivir, và nó có xuất hiện ở trong sữa của mẹ của những cái động vật của những con chuột mẹ. Đối với trẻ em thì tính an toàn và hiệu quả đối với điều trị COVID-19 thì chưa được đánh giá ở những trẻ dưới 12 tuổi và cân nặng dưới 40 kg. Còn đối với những người cao tuổi thì kinh nghiệm lâm sàng thì không có sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi, và cũng không cần trình liều và cần theo dõi chặt chẽ về chức năng gan, thận và tim mạch.
Đối với bệnh nhân suy thận thì remdesivir cũng được không được đánh giá ở những bệnh nhân suy thận và không có khuyến cáo với những bệnh nhân có mức độ cầu thận dưới 30 ml trên phút. Còn đối với những suy gan thì cũng không được đánh, cũng không có các nhiều các cái nghiên cứu đánh giá ở những bệnh nhân suy gan. Tuy nhiên mà khuyến cáo là phải cần phải kiểm tra chức năng gan trước, trong và sau, trong khi điều trị remdesivir. Và như vậy thì với remdesivir thì khuyến cáo của Bộ Y tế mà Việt Nam sử dụng như thế nào? Thì đối với remdesivir thì cái chỉ định đầu tiên là điều trị cho bệnh nhân nội trú khởi phát chưa quá 10 ngày, có suy hô hấp, phải thở oxy, thở HFNC hoặc thở máy không xâm nhập. Tức là ở đây chúng ta sẽ không chỉ định cho bệnh nhân đã diễn biến quá 10 ngày. Ở đây cái diễn biến thì kinh nghiệm của chúng tôi điều trị ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho những bệnh nhân vào trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, thì ở đó thì chúng tôi sẽ chỉ định cho tất cả những bệnh nhân vào viện mà phát hiện chưa được 10 ngày. Tức là cái thời gian phát hiện đây là được tính, một là với những bệnh nhân có triệu chứng thì sẽ tính được từ những cái ngày đầu bệnh nhân có triệu chứng. Còn với những bệnh nhân mà không có triệu ban đầu chưa có triệu chứng mà khi phát hiện ra đã suy hấp rồi thì chúng tôi sẽ có cái chỉ định ngay. Và đối với bệnh nhân, bởi vì ở đây chủ yếu là những bệnh nhân nặng cho nên thì chúng tôi sẽ có nên ưu tiên phối hợp với dexamethasone. Thì với kinh nghiệm của chúng tôi điều trị tại bệnh viện dã chiến số 16 ở trung tâm hồi sức thì chúng tôi thấy là tất cả những bệnh nhân nhập viện ở trung tâm hồi sức đều nằm ở trong cái mức độ nặng và rất nặng và có phải thở oxy, thở FLC. Cho nên chúng tôi đều có kết hợp với chỉ định điều trị corticoid, đặc biệt là dexamethasone. Và đối với chúng tôi thì cũng ưu tiên sử dụng cho những nhóm có nguy cơ cao. Tuy nhiên mà sau giai đoạn đầu thì giai đoạn sau thì chúng tôi có đủ thuốc cho nên chúng tôi chỉ định cho tất cả những bệnh nhân đều phù hợp với tiêu chí thứ nhất, đấy là chưa quá 10 ngày và không có thở máy xâm nhập và không có ECMO. Tuy nhiên với những bệnh nhân đang đang điều trị mà thở oxy đang chịu ở những bệnh nhân có thở oxy, thở HFNC mà có chỉ định thở đặt nội khí quản, thở máy hoặc ECMO thì chúng tôi cũng điều trị cho đủ liệu trình. Và ở đây cũng khuyến cáo là không nên bắt đầu cho những người cần thở máy xâm nhập ECMO. Và với cái chống chỉ định thì cũng như FDA khuyến cáo, tức là chống chỉ định với những cái tiền sử quá mẫn và thành phần của thuốc, với những bệnh nhân suy thận mức độ cầu thận dưới 3 lít phút hoặc tăng men gan thì với chúng ta thì chúng ta tăng trước khi điều trị mà tăng ALT trên 5 lần so với bình thường thì chúng ta cũng không sử dụng, và trong quá trình sử dụng nếu vượt quá 10 lần chúng ta sẽ ngừng thuốc. Và như vậy với liều dùng thì cái cách sử dụng của chúng ta cũng giống như là FDA khuyến cáo, tức là với những người trên 12 tuổi và cân nặng dưới 40 tuổi thì những ngày đầu thì chúng ta sẽ dùng 200 mg, những ngày sau truyền 100 mg truyền tĩnh mạch một lần trong vòng từ 30 phút đến 120 phút. Và những người dưới mà hoặc cân nặng từ 3,5 mg ngày đầu, 5 mg các ngày sau 2,5 truyền tĩnh mạch một lần trong vòng 30 phút, và thời gian điều trị của chúng ta khuyến cáo là điều trị 5 ngày. Năm ngày theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế ngày mùng 6 tháng 10. Và chú ý thì không nên dùng remdesivir đơn độc mà cần phối hợp thêm corticoid thì chúng tôi vẫn thường làm. Đối với phụ nữ có thai nuôi con bằng sữa mẹ thì do chưa có dữ liệu đầy đủ và không khuyến cáo trừ những lợi ích vượt trội nguy cơ so với nguy cơ. Cho nên đối với những bệnh nhân vào với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đánh giá cái lợi ích của nó so với cái yếu tố nguy cơ thì chúng tôi sẽ sử dụng. Và không nên sử dụng remdesivir cho phụ nữ có thai và trong trường hợp cho các chỉ định khác. Đấy là đầu tiên là chúng tôi cách sử dụng remdesivir. Và với remdesivir thì trong quá trình hỗ trợ ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã sử dụng. Và về các cái tác dụng phụ thì cũng có một số trường hợp khi truyền bệnh nhân có khó chịu, nhưng về cơ bản thì hiện tại là chúng tôi chưa thấy có cái tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Cũng có một số bệnh nhân có sau khi điều trị thì men gan tăng gấp 10 lần cho nên chúng tôi phải dùng thuốc. Và như vậy để đánh giá hiệu quả của remdesivir trên các bệnh nhân của Việt Nam thì chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và chúng tôi sẽ đánh giá xong trong quá trình sau khi mà chúng tôi đã kết thúc ở bệnh viện dã chiến
số 16 và trung tâm ở trung tâm hồi sức. Cái thuốc thứ hai cũng muốn trình bày với các anh chị trong cái phần này, đấy chính là favipiravir. Như vậy là favipiravir nó còn được gọi là một thuốc là T705, thì nó được phát triển vào năm 2002 như một chất ức chế sự sao chép của virus cúm. Chú muốn thì thuốc này thì đã được phát triển từ năm 2002, nhưng sau đó thì nghiên cứu về cái sự nhân lên của virus cúm, nhưng sau đó thì chưa hiệu quả và cũng chưa được sử dụng. Và chúng ta sau khi trong quá trình mà có COVID thì đem đưa ra sử dụng nghiên cứu trên COVID thì bắt đầu có hiệu quả. Thì Favipiravir là một chất như thế nào? Thì đấy chính là một chất tương tự nucleotide có tác dụng ức chế chọn lọc RNA polymerase phụ thuộc RNA của virus. Và như vậy thì nó ức chế như thế, hoặc là nó cũng có thể gây cái đột biến, và như vậy nó có thể gây tiêu diệt con virus hay gây chết virus khi nó kết hợp vào ARN của virus. Và như vậy thuốc này thì đều vào tác động vào ARN polymerase phụ thuộc vào AR của virus. Và đối với favipiravir thì được chỉ định cho mức độ bệnh nhân COVID mức độ nhẹ. Còn trong trường hợp remdesivir thì chúng ta sử dụng cho virus mức độ vừa và nặng. Thì như vậy thì đối với bệnh nhân, remdesivir là một cái hoạt chất dạng uống cho nên có thể sử dụng được ở đối với các bệnh nhân nhẹ và các bệnh nhân ở cộng đồng. Thì đối với favipiravir thì chống chỉ định cho phụ nữ mang thai, phụ nữ đang có kế hoạch có thai, hoặc là trẻ em dưới 18 tuổi, những người bệnh nhân suy gan nặng, suy thận nặng, phụ nữ cho con bú thì đều chống chỉ định không được sử dụng favipiravir. Đối với liều dùng thì như thế nào? Đối với ngày đầu thì chúng ta bệnh nhân sẽ uống 1.600 mg trên một lần ngày hai lần, tức là ngày đầu tiên chúng ta sẽ uống 8 viên 200 mg một lần và hai lần. Sau đó các ngày sau thì uống 600, tức là 3 viên 200 mg lần nhân 2 lần trong một ngày. Và cái thời gian điều trị thì sẽ từ 7 cho đến 14 ngày. Và cái điểm chú ý trong khi sử dụng favipiravir là gì? Là chúng ta chú ý ít nhất 2 ngày đầu, do thuốc có thể gây rối loạn tâm thần. Do đó chúng ta phải hết sức bệnh nhân có thử các cái rối loạn tâm thần. Tuy nhiên đối với các bệnh nhân rối loạn tâm thần thì không có chống chỉ định, mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Cái thứ hai là nếu đối với những người có bệnh gút, chúng cũng cần phải hết sức chú ý, bởi vì thuốc có thể làm tăng axit uric và làm nặng thêm cái tình trạng của bệnh gút, do đó chúng ta cần phải hết sức chú ý. Đối với những bệnh nhân có gút thì chúng ta sẽ phải tiến hành điều trị và xét nghiệm để chúng ta xem có tăng axit uric và có khởi tái phát virus bệnh gút hay không. Cái thuốc thứ ba là cái thuốc mà hiện nay là chưa là cái thuốc đang ở trong nghiên cứu ở pha 3. Đấy chính là monupiravir. Thì cái thuốc này thì hiện lúc sáng như trong cái phần không tại nhà và tại gia đình, thì ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn vừa rồi thì đã sử dụng monupiravir rất là nhiều ở tại gia đình, tại các bệnh viện dã chiến cũng như tại cơ sở. Thì đây cũng là một cái thuốc nó nằm ở trong gói thuốc C mà để chỉ định cho bệnh nhân uống ở tại nhà. Và các bệnh nhân này thì nếu mà tại nhà thì bệnh nhân sẽ chỉ uống tối đa trong vòng 3 ngày và sẽ phải báo với các thầy thuốc. Thì như vậy là monupiravir thì là một loại thuốc kháng virus đường uống, và hiện nó đã đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3, giai đoạn 3 để điều trị cho bệnh nhân COVID, cho nên hiện tại thì chưa được khuyến cáo. Tuy nhiên các cái thông tin mới nhất của trong những ngày gần đây thì monupiravir thì đã được đang được Mỹ đưa vào được coi như là một cái thuốc uống để điều trị COVID. Thì như vậy trong tương lai thì có thể monupiravir là một thuốc sẽ được FDA công nhận và chúng ta có thể sử dụng đưa vào trong các cái guideline hướng dẫn ở trong những lần gặp tiếp theo. Monupiravir thì cũng là can thiệp vào sự sao chép của rất nhiều loại virus khác nhau, trong đó có SARS-CoV-2. Thì monupiravir sau khi vào thì nó sẽ tích hợp vào cái đoạn ARN của con virus và nó làm tăng cái đột biến
làm tăng cái đột biến ở đây, và như vậy nó làm giảm cái sự nhân lên của virus SARS-CoV-2 ở trong các thử nghiệm động vật ở người, và từ đó nó sẽ làm ức chế quá trình nhân lên của con virus, và như vậy virus sẽ làm giảm cái sự virus, lượng virus sẽ giảm đi và sẽ làm giảm được cái nguy cơ của tiến triển nặng của bệnh. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có thuốc Monopiravir mà trong các cái phác đồ hướng dẫn của. Thì với Việt Nam thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thì đã sử dụng Monopiravir theo cái thuyết minh đề cương đã được phê duyệt bao gồm như thế nào. Thì được chỉ định cho những bệnh nhân COVID ở mức độ nhẹ, cũng giống như là Paviripavir, là Monopiravir chỉ sử dụng cho mức độ nhẹ, tức là ở các bệnh viện dã chiến hoặc ở tại nhà hay ở cộng đồng, tức là nó nằm như tôi vừa trình bày, nó nằm ở trong gói thuốc C của cái gói thuốc mà trong ba loại gói thuốc ABC của y tế cơ sở thành phố Hồ Chí Minh phát cho các bệnh nhân mà bị nhiễm COVID để và được hướng dẫn đầy đủ. Thì thuốc này cũng chống chỉ định cho phụ nữ mang thai ở trong 3 tháng đầu và phụ nữ đang có kế hoạch có thai thì cũng không được sử dụng các thuốc này. Và cái liều khuyến cáo của thuốc Monopiravir là 800 mg trên một lần nhân 2 lần trong ngày, sử uống buổi sáng và buổi chiều và trong 5 ngày với cái cách sử dụng rất là ngắn và đơn giản. Và như vậy thì trong một cái thời gian rất ngắn thì cũng muốn chia sẻ với, mặc dù thì có rất nhiều các cái thuốc đang được nghiên cứu thử nghiệm ở trên thế giới, nhưng trong cái thời gian rất ngắn thì cũng muốn chia sẻ với các thầy cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp những cái thuốc mà đang được sử dụng đang được sử dụng hiện nay và cũng có hiệu quả. Còn những cái loại thuốc khác chúng ta cũng đã được sử dụng rồi, nhưng hiện tại thì hiệu quả thì không đánh giá, chưa rõ ràng. Ví dụ như có giai đoạn là chúng ta sử dụng các thuốc là colchicine, sử dụng HCQ, cũng như có qua thuốc sử dụng các thuốc mà trong HIV, ví dụ như là ritonavir để trong điều trị. Tuy nhiên mà hiện tại thì các thuốc này thì cũng không hiệu quả thì chưa rõ ràng. Tuy nhiên có 3 loại thuốc đang được sử dụng nổi bật ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới. Và như vậy với cái chia sẻ ngắn gọn như vậy thì giúp cho các thầy cô và các anh chị có thêm các cái hiểu biết ban đầu về cách sử dụng các thuốc, cũng như chia sẻ với các anh chị kinh nghiệm cái điều trị thuốc Remdesivir cũng như Monopiravir ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn mà chúng tôi tham gia cái công tác phòng chống dịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là sẽ có rất nhiều các cái chia sẻ, các cái thảo luận cùng với của các thầy các cô cùng với các đồng nghiệp. Thì bây giờ cũng là cuối giờ rồi, thì trong một cái thời gian rất là ngắn, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thầy các cô và các quý đồng nghiệp. Thì nhân dịp 20 tháng 10 thì chúc các thầy cô nữ, các bạn nữ, đồng nghiệp nữ là luôn luôn vui trẻ và luôn luôn hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần cho tất cả một nửa thế giới ở Việt Nam. Và cũng rất là xin cuối cùng là xin cảm ơn thầy Châu, cảm ơn thầy Giáp, cảm ơn các thầy các cô đã tạo điều kiện để cho các anh em đi từ thành phố Hồ Chí Minh về có cơ hội để chia sẻ, để trao đổi cũng như có những cái thông tin để chia sẻ với tất cả các bạn đồng nghiệp. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy Châu cùng với các quý thầy cô. Xin cảm ơn các thầy.